Cà chua bà con ta biết hết rồi phải không bà con? Cà chua là nó rất tốt cho sức khỏe chứ không phải không. Nhưng mà những người có bệnh thế này nếu ăn cà chua vào thì nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà nó xấu đi cho chứng bệnh của mình. Cho nên vui lòng đừng ăn cà chua để cho nó tốt cho sức khỏe. Chứ ăn vào càng ngày càng xấu đi cho chứng bệnh, sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người viêm dạ dày, trào ngược, bỏng rát, vấn đề về thận, gây sỏi thận, dễ bị dị ứng, sưng lưỡi, phát ban, mặt mày, hắt hơi, rát cổ họng, tự miễn dịch, người có vấn đề tiết niệu là vui lòng đừng ăn cà chua. Nếu ăn cà chua vào thì chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Là những người có viêm dạ dày, trào ngược, bỏng rát, gây sỏi thận, có vấn đề về thận, dễ bị dị ứng, sưng lưỡi, phát ban, mặt mày hắt hơi, rát cổ họng, tự miễn dịch, người có vấn đề về tiết niệu. Còn ngoài ra là nó tốt, thật tốt cho sức khỏe. Những người còn lại là ăn được hết, nhưng mà người lớn ăn không quá 300 gram, nghĩa là 2-3 trái, ăn 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Trẻ em là 100 gram, nghĩa là nửa trái hay một trái nhỏ, ăn 6 ngày, phải nghỉ 1 ngày mới ăn tiếp. Chế biến tốt và nó có lợi sức khỏe hơn là ăn sống. Ăn không ăn cà chua xanh, ăn không ăn cà chua xanh, đó là vấn đề về ăn uống, là không ăn cà chua xanh, không ăn hạt cà chua khi bụng đói, chế biến nhiều lần, để lâu không ăn, không ăn cà chua với bia, với rượu. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào, sao chị...